Kể từ sau bài hát Ông Bà Anh, mùng 8 tháng 3 năm nay, một trong những món quà được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất tại các shop bán quà lưu niệm chính là sản phẩm tượng ông bà đôi. Cái mặt hàng này nhà chị có lâu rồi nhưng mà tự nhiên bây giờ nó rộ lên. Đấy, bán được thì chị nhập về thôi, sau rồi nhập về thì khách chỉ là ưng. Tùy theo kích thước, mẫu mã, tượng có giá bán dao động từ 25 đến 250 nghìn đồng. Giá thì nó tùy thuộc vào những cái chi tiết ấy, tầm khoảng 165, 145 và 185. Có ngày thì bán được dự trả một đôi, có ngày thì bán một đôi là rất nhiều mẫu, có ngày một mẫu thì mình bán được 10 giá, có ngày thì bán ít hơn. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, tượng ông bà đôi hiện cũng đang đem về doanh thu khá lớn cho các shop bán hàng online.